Vâng, xin mến chào những khán giả của Icon miền Tây Championship. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vòng đấu cuối cùng của bảng B. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Tân Tiến Cai Lậy Tiền Giang và San Siro Trà Vinh. Tân Tiến Cai Lậy là những người đang ra sân với màu áo xanh, quân xanh và bảo vệ khung thành ở phía bên tay trái. Trong khi đó thì San Siro họ xuất phát với sắc phục cam đen và sẽ bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn nhỏ các bạn. Xin lỗi, đây là lượt trận thứ hai ở tại bảng B trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi vòng 1 khép lại thì Tân Tiến Cai Lậy họ đang có được 1 điểm sau một trận hòa đáng tiếc trước cao thủ Kiaco Vĩnh Long. Trong khi đó thì trận đấu đầu tiên của cao thủ San Siro họ thất bại trước Lê Chuẩn Đức Hòa Long An. Đây sẽ là trận đấu mà cả hai đại diện của chúng ta đều sẽ phải nỗ lực hết mình. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem chiến thắng sẽ thuộc về ai trong hai hiệp thi đấu chính thức trận đấu tiếp theo tại bảng B này. Và chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của cả hai bên. Tân Tiến Cai Lậy Tiền Giang sẽ ra sân với thủ thành áo số 1 đó là Phát Đạt, số 11 Gia Hy, số 19 Quang Trường, số 27 Tuấn Anh, số 8 Khắc Huy, số 6 là Minh Khả và cuối cùng sẽ là cầu thủ áo số 4 Thanh Huy. Về phía đội bóng San Siro Trà Vinh họ sẽ ra sân với thủ thành áo số 20 đó là Kim Hậu, số 16 Minh Thuận, số 2 Minh Châu, số 14 Bảo Luân, số 9 là Thiện Phúc, số 5 Trung Thắng và cuối cùng sẽ là Đại Hỷ sẽ khoác trên mình chiếc áo số 19 trong trận đấu ngày hôm nay. Và đá phạt dành cho các cầu thủ San Siro. Một quyết định dứt điểm về góc cao và góc xa khung thành của Phát Đạt. Trận đấu mà các bạn theo dõi đang được chúng tôi phát trực tiếp tại các nền tảng fanpage của Endomedia, Gone Play cùng với nhịp sóng sâu phổi và trên trang fanpage chính thức của Icon miền Tây Championship. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu chung kết giải bóng đá U18 miền Tây Championship lần 1. Gia Hy cũng đã đưa bóng đi hơi cao của Gia Hy. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Kim Hậu. Trung Thắng. Đường chuyền đã bị cắt bởi Khắc Huy. Phép lợi thế đang được mở ra dành cho đội bóng áo xanh. Khắc Huy không được. Đang có một cầu thủ về phía Trần Tiến Cai Lậy bị đau. Đó là Quang Trường. Lúc này đây thì những quý khán giả chúng ta có thể dành những lượt chia sẻ để ủng hộ cho Tân Tiến Cai Lậy Tiền Giang cũng như là San Siro đội bóng đến từ Trà Vinh. Đường chuyền của Minh Châu. Minh Châu là một trong hai cái tên đang được xếp đá nơi hàng phòng ngự của cao thủ San Siro. Minh Châu sẽ đá cặp cùng với Trung Thắng trong trận đấu này. Cơ hội dành cho các cầu thủ San Siro. Võ Con hơi chần chờ, đã có những khoảng trống tuy nhiên chưa được có được vài chiếc điểm đến từ cầu thủ mang chiếc áo số 19 đó là Đại Hỷ. Trung Thắng. Đây sẽ là một trận đấu được dự đoán sẽ là cân bằng tại bảng B. Hàng công của cao thủ San Siro trong trận đấu này đang là sự góp mặt đến từ đội trưởng Bảo Luân. Bảo Luân cũng sẽ có được sự hỗ trợ đến từ Minh Thuận. Trung Thắng. Được chọc kìa. Và bắt quả tốt của Khắc Huy.
Đây sẽ là cơ hội dành cho cao thủ Tân Tiến Cai Lậy. Trong trận đấu này thì Minh Kha đang được xuất phát ngay từ đầu. Mình sẽ chơi cao nhất ở trong sơ đồ chiến thuật của các cầu thủ áo xanh. Vâng, ở trong trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì tôi sẽ được đồng hành với anh Bình Luân Huyền Tâm Hiền đến từ Gold Fplay Bến Tre các bạn. Một giải đấu mà rất đông đảo, không bao các vị bình luận viên đến từ quê hương miền Tây, những người tiếp lửa cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Đây là sân chơi U18. Bây giờ thì anh Khoai Lang anh sân chơi U20 rồi các bạn ơi. Đài nhắc nhở của huấn luyện viên Bánh Mì. Anh Bánh Mì cũng là cũ tuyển thủ tỉnh Tiền Giang các bạn. Đây là lượt trận cuối cùng của buổi sáng giải bóng đá U18 miền Tây Championship năm 2024. Đây là mùa giải đầu tiên được diễn ra tại Viva Stadium, đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Cần Thơ, quê hương Tây Đô. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ai đi đến đó là lòng không có muốn về. Muốn về là phải lấy cúp về nó mới về đó các bạn. Chứ đâu về tay không được. Quả đá biên. Trận đấu đang được phát sóng trọn vẹn trên rất nhiều nền tảng, đặc biệt là trang chủ miền Tây Championship. Các bạn nhớ follow fanpage để có thể cập nhật kịp thời những thông tin và diễn biến của sân chơi khu vực miền Tây dành cho các lứa 18. Đây là thế hệ kế cận cho tuyển Việt Nam trong tương lai nha các bạn. Tương lai là Việt Nam không có sợ Indo hay là Thái Lan nữa đâu. Với cái lứa này chỉ sợ bình luận viên thôi các bạn. Bình luận viên chém quá chém rồi. Thời gian thi đấu của hiệp 1 cũng đã trôi qua được gần 10 phút. Tỷ số đang là 2-0, 2-0 chia đều cho hai bên. Có thể dứt điểm hay không? Phá bóng an toàn, phá đi ra, muốn đi đâu thì nó đi. Giải đấu được khởi tranh từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2024. Quý vị và các bạn có thể đến trực tiếp tại Viva Stadium, được các bạn tháng 8 thành phố Cần Thơ, để có thể cổ vũ trực tiếp hoặc là theo dõi trên các nền tảng fanpage như là miền Tây Championship, Endo Media, Nhịp Sống Sân Phổi, Bet Media, Gold Fplay. Sẽ là một quả đá phạt góc, không, quả đá biên cho Nhã Ngô. Mùa giải này thì Tiền Giang có hai đại diện tham dự, đó là Khâu Bao, Tân Tiến Cai Lậy Tiền Giang và chiến hữu Tiền Giang. Trang CEO hiện đang cần rất có điểm sau khi trận đấu đầu tiên. Đã có bàn thắng mở tỷ số rồi bạn ơi. Khắc Huy là người ghi bàn, chúng ta cùng theo dõi là bàn thắng này. Người con của quê hương Tiền Giang đã mang về bàn thắng đầu tiên cho đội nhà. Và cũng giống như trong trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy họ là những người có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Khắc Huy là người vừa khai thông thế bế tắc của trận đấu. Những lợi thế dành cho đội bóng đến từ Tiền Giang. Đó là một pha dứt điểm ở khu vực chính diện với khung thành của thủ thành Kim Hậu. Quá đông những cầu thủ ở trong vòng cấm ở tình huống vừa rồi đã khiến cho Kim Hậu cũng không có được một góc nhìn tốt. Ủa, xin chào Minh Tâm, xin chào Nguyễn Phong. Những lời cổ động tinh thần đến từ Tiền Giang dành cho Tân Tiến. Đây là Trung Thắng. Đại diện của Trà Vinh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn ở những phút tiếp theo. Đã có tiếng còi của trọng tài. Đó là tình huống phạm lỗi đến từ Thiện Phúc dành cho Khắc Huy. Messi nhí của Tân Tiến Cai Lậy đã có một tình huống tỏa sáng để giúp cho đội bóng áo xanh vượt lên dẫn trước. Tại giải đấu của vòng chung kết này thì chúng ta có hai đại diện đến từ Tiền Giang và chiến hữu Tiền Giang đã có được tấm vé đầu tiên tại bảng A. Trong khi đó thì đại diện còn lại Tân Tiến Cai Lậy
trong một bản đấu được dự đoán là khắc nghiệt hơn. Họ sẽ phải chắc chiêu từng điểm số ở mỗi trận đấu. San Siro cũng là đội bóng đang rất cần điểm vào lúc này. Kim Hậu, Trung Thắng, Kim Hậu, vẫn là những đường truyền để kéo dài đội đối phương. Thiện Phúc, đội bóng áo xanh cũng không dâng cao. Tiếp tục là Thiện Phúc. Đã có tiếng còi của trọng tài. Trung Thắng là người đã bị phạm lỗi. Đã có những lời nhắc nhở của trọng tài chính dành cho Thanh Huy. Khá bất ngờ khi trận đấu này Thanh Huy đang được đẩy lên chơi cao. Sẽ có những sự điều chỉnh đầu tiên bên phía đội bóng San Siro. Như vậy là Thiện Phúc đã được rút ra. Cùng với đó thì Trung Thắng cũng rời sân. Hai sự điều chỉnh liên tiếp. Những người vào sân đó là vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 11. Đó là Trọng Phúc. Cùng với cầu thủ mang áo số 12 là Chí Thiện. Sự chủ động lúc này đang thuộc về các cầu thủ San Siro. Qua người. Sức rửa khá tốt đến từ vị trí của Minh Châu. Và đã có một tình huống phạm lỗi chiến thuật. Một tình huống phạm lỗi từ xa của các thủ áo xanh. Khi cần thiết thì các thủ áo xanh họ cũng không ngần ngại thực hiện những tình huống phạm lỗi từ xa như vậy. Để hạn chế bớt đi những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Phát Đạt. Rất đáng tiếc, đó là một pha bỏ lỡ của Minh Kha. Anh đã có một pha cài đè khôn ngoan để loại bỏ sự đeo bám của về đối phương. Tuy nhiên khi mà khoảng trống được mở ra thì vài chiếc điểm cuối cùng của Minh Kha lại đưa bóng đi vọt sàn ngang. Vẫn là một bài toán chiếc điểm. Đó là một bài toán mà các cầu thủ áo xanh họ cần phải chắc chiêu. Họ đã rút ra được một bài học kinh nghiệm từ trận đấu đầu tiên. Họ đã đánh rơi điểm số quý giá ở những phút cuối cùng của trận đấu. Kim Hậu, khả năng chơi bóng bằng chân tốt của Kim Hậu sẽ giúp cho hàng phòng ngự của San Siro có thêm những phương án để chia lửa. Đã có tiếng còi của trọng tài. Alo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn mới trở lại xem. Cảm ơn Suli Nguyễn. Cảm ơn Bon Kim. Bon Kim thì yêu cầu là quý 11 ngón vô không phải không ao. Tình huống đó ba người chính xác. Cảm ơn Hoài Phong. Hoài Phong đã có lời nhắn là bình luận viên nói quan trường đá vô phút bay bơ về tân hội cho năm sĩ. Rồi ok Hoài Phong. Chốt nha. Cảm ơn Tính Phan. Rồi chào giả rất các bạn nhớ chia sẻ để bạn ơi. Vô coi mà quên chia sẻ không chia sẻ gì trơn á. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ San Siro. Võ Công vẫn đang tìm kiếm những khoảng trống. Và cắt bóng. Một tình huống di chuyển và dứt điểm đến từ cầu thủ áo số 12. Tuy nhiên có vẻ như đã có một tình huống để bóng chạm tay của Chí Thiện. Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà tôi được cộng tác cùng với anh Tâm Hiền. Một bình luận viên khá nổi tiếng của Gold Play Bến Tre. Anh sẽ cùng tôi chia lửa với trận đấu ngày hôm nay. Minh Châu.
xuống ra không vào. Một cú đá đầy uy lực của bên Châu. Vẫn là các cầu thủ Sasio. Chỉ là một tình huống phát bóng lên thôi. Trước đó là một pha bóng mà Minh Châu đã thử tài thủ thành bên phía Tân Tiến Cai Lậy. Thanh Huy. Phát đạt hiện tại là người thủ thành được tin tưởng nhất trong đội hình của các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy. Với khả năng phản xạ tốt và khả năng phán đoán tình huống cũng là tuyệt vời. Vẫn là các cầu thủ Sasio. Đại Hỷ áp sát. Có vẻ như đó là một tình huống can thiệp hoàn toàn hợp lý đến từ hàng phòng ngự của Tân Tiến Cai Lậy. Rồi xin chào giả mời xem tình huống đó là anh nhắc em thôi, mấy em phải bình tĩnh lại đi. Vẫn còn. Cảm ơn Eric Nhanh. Eric Nhanh thì có vũ là nhắn huấn luyện viên Hữu Tiến, Tân Tiến Cai Lậy về giao bánh cho vợ để bình luận viên ơi. Cảm ơn Đồng Lâm, đang đá banh mà giao cái gì, dẹp đi. Cảm ơn Lê Quốc Cường. Tiếp tục là tình huống lên bóng nữa dành cho cao thủ Tân Tiến Cai Lậy. Vâng, một trận đấu đang diễn ra căng thẳng và chúng ta cũng cần có những sự dí dỏm đến từ bình luận viên Tâm Hiền như vậy để chúng ta có được một tâm lý thoải mái hơn các bạn. Đây là vị trí của thủ thành Kim Hậu. Cách biệt chỉ là một bàn thắng mà thôi. Và lúc này thì sự chủ động ở trên sân vẫn đang thuộc về các cầu thủ áo xanh. Xin lỗi, chính xác là cầu thủ Sancio. Kim Hậu. Minh Châu. Minh Thuận. Có được bàn thắng dẫn trước và lúc này chơi phòng ngự phản công sẽ là một chiến thuật hợp lý dành cho cao thủ đến từ Tiền Giang. Trước đó thì với một thế trận như thế này, họ đã có một cơ hội khá rõ ràng đến từ vị trí của Minh Kha. Họ vẫn đang chờ đợi những sai sót đến từ đối phương. Minh Thuận. Lấy bóng tốt. Minh Kha. Minh Kha. 2-0 dành cho Tân Tiến Cai Lậy. Lần này thì Minh Kha đã không bỏ qua cơ hội của mình nữa rồi. Và đối mặt và đã có một cú đá cực kỳ quyết đoán. Cách biệt hai bàn thắng cho đại diện đến từ Tiền Giang. Chúng tôi vừa nói về thế trận phòng ngự phản công của đội bóng áo xanh. Họ đang chơi rình rập và chờ đợi cơ hội. Và đó là một tình huống như vậy. Một pha bóng mà các cầu thủ nơi hàng phòng ngự của Tân Tiến Cai Lậy đã có một pha đánh chặn hay và tổ chức một đợt phản công nhanh. Đó là một pha bóng mà chúng ta cũng thấy được khả năng tác chiến độc lập cực kỳ tốt của Minh Kha. Khá tốt, Minh Châu. Minh Châu, những tình huống đảo chân qua người. Tuấn Anh đã có một pha phòng ngự khá tốt ở trong tình huống vừa rồi. Tuấn Anh là một cầu thủ trẻ, tuy nhiên thì nói về Tuấn Anh, cầu thủ này đã có rất nhiều những kinh nghiệm thi đấu cùng với Đàn Anh. Một xin chào anh Nghĩa Nguyễn, xin chào anh Thái Hasinan. Xin gửi lời chào đến tất cả những người anh em đang cùng đồng hành với trận đấu của chúng ta ngày hôm nay. Một trận đấu tại bảng B giữa Sancio và các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy. Đường chọc khá. Đó là đường truyền hướng đến vị trí của cầu thủ áo số 12 Chí Thiện.
Tại giải đấu này chúng tôi cũng xin dành những lời cảm ơn, những lời tri ân đến từ những đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng với giải đấu. Xin cảm ơn Capline, QK cùng với Joker. Capline là đơn vị đã tài trợ đồng phục thi đấu cho tất cả những đội bóng tham dự tại vòng chung kết này. Trong khi đó thì Joker là đơn vị sẽ tài trợ bóng thi đấu cùng với những phần quà dành cho những cầu thủ xuất sắc. Trận đấu mà các bạn theo dõi chính xác là giải đấu của chúng ta vòng chung kết được diễn ra tại sân vận động Viva Stadium tại thành phố Cần Thơ các bạn. Rất nhiều khán giả đang cổ vũ cho Trà Vinh, Nam NXG, sang CEO cố lên, chiến thắng nhà, xúc xa đi anh em ơi. Xin cảm ơn Suri Nguyễn, cảm ơn Nguyễn Đức Duy, cảm ơn Đinh Bảo, Tân Tiến, cố lên. Lợi thế đang là hai bàn, tuy nhiên thì sang CEO không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng ở trong lượt đấu này. Nếu như mà không có điểm là chắc chắn là không còn nhiều cơ hội đó bạn. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng những nỗ lực của quê hương Trà Vinh như thế nào đây. Anh em Tiền Giang và Bến Tre là đang có nhiều lợi thế nha mấy anh em Trà Vinh đây. Trà Vinh tôi đâu? Trà Vinh nổi có Michael cá chốt các bạn. Đây là những người đàn em của Michael. Đàn em của Michael làm như vậy. Ba 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 ba. Ba nhỏ cho quê hương Tiền Giang. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng này. Khắc Huy là người đã có một cú đá quyết đoán các bạn. Không có cơ hội nào cho thủ môn của Trà Vinh. Cố lên mấy anh em sang CEO ơi. Còn Thảo là mình còn gỡ nha mấy anh em. Đây mới hiệp 1 thôi. Hiệp 2 là mình chưa biết. Lật kèo luôn không? Trận đấu sẽ được tiếp tục. Vâng, xin cảm ơn tổ trọng tài chính đó là Michael Hoàng em. Em gột các máu ăn thề với Michael cá chốt. Mà đợt này anh đá Trà Vinh bị lỗi về sao mà về gặp Michael đây anh ơi. Cố lên. Ở mùa giải này có 8 đội bóng tham dự và chia thành hai bảng đấu AB với nhau. Đây là những lượt đấu vòng bảng. Cơ hội tiếp theo dành cho Tân Tiến Ca Lại. Cơ hội và công. Trà Vinh đâu? Dâng lên đi mấy anh em. Đi bóng quá lộ. Vẫn còn. Không hề có lỗi. Cảm ơn Đinh Bảo nha. Đinh Bảo thì có lại nhắn là Tân Tiến đá dậy kêu ban tổ chức trao cúp đi. Chưa chắc nha Đinh Bảo, này mới chồng bản thôi Bảo ơi. Cảm ơn Nguyễn Đăng Khôi. Các đội bóng ta còn giấu bài đó Bảo. Chưa có đá hết mình đâu. Cảm ơn Nhã Ngô. Đức Di, một trong những idol tattoo của Mỹ Tho đã có lại nhắn là Nhã Ngô cố lên. Rồi cảm ơn Đức Di. Đang có một người cầu thủ áo xanh bị đầu. Đó là Minh Kha. Theo những thông tin mà chúng tôi vừa được cập nhật thì hiệp thi đấu thứ hai trận đấu này chúng ta sẽ được gặp gỡ thêm hai bình luận viên nữa các bạn. Một trận đấu có nhiều bình luận viên đồng hành nhất kể từ trước đến nay mà chúng tôi được biết. Trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai của vâng, trong hiệp đấu thứ hai thì trận đấu giữa Tân Tiến Ca Lại và San Siro sẽ được đồng hành bởi hai bình luận viên, đó là anh Long Nguyễn đến từ Huế các bạn và anh Minh Mẫn đến từ Cà Mau. Một bình luận viên đến từ miền Trung và một bình luận viên đến từ nơi tận cùng của đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đang ở vào những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Và đã có những sự thay đổi người. Người vào sân đó là Nhã Ngô. Như vậy là Minh Kha bị đau và buộc phải rời sân. Võ Công rất điềm tĩnh. Đây là thời điểm mà các cầu thủ San Siro Trà Vinh cần có những bàn thắng để vực dậy tinh thần.
và cũng để tạo những động lực cho hiệp đấu thứ hai. 2 phút bù giờ, đó là khoảng thời gian cho hiệp đấu thứ nhất này. Minh Thuận, đây là Trọng Phúc, vẫn còn, tiếp tục là Trọng Phúc, rất dẻo. Trọng tài xác định không có lỗi trong pha truy cản vừa rồi của Thành Huy. Khắc Huy, vẫn là Khắc Huy, không vào. Sau đó là cú đá vội đến từ vị trí của Nhã Ngô. Sáng Siêu sẽ có tiếp một sự điều chỉnh nữa. Minh Thuận được rút ra và người vào sân thay thế đó là Lê Hảo. Lúc này thì trên sân Thành Huy đang bị đau. Trước đó thì Minh Kha cũng rời sân về một chấn thương. Vâng, đây là một trong những trận đấu mà chúng tôi đang nhận được nhiều sự tương tác nhất đến từ quý vị các bạn. Và chúng tôi vẫn cần thêm những lượt chia sẻ đến từ các bạn để trận đấu chúng ta trở nên sôi động và hấp dẫn hơn. Vâng, để cho giải đấu này được thành công thì chúng ta cũng không quên đến được những ý tưởng của anh Nguyễn Công Thành, trưởng ban tổ chức của trận vận động bóng đá miền Tây Championship lần 1 năm 2024 đây. Hôm nay thì anh Công Thành chúng ta đóng vai trò là photographer các bạn, một người hy sinh thầm lặng cho giải đấu. Đây là Quốc Thái, Lê Hảo, Quốc Thái, Kim Hậu. Chúng ta vẫn đang thấy được một lối chơi kiểm soát đến từ Sancio. Họ triển khai bóng từ phần sân nhà của mình. Tuy nhiên là điều đáng tiếc là họ vẫn chưa có được sự chuẩn xác trong những tình huống kết thúc cuối cùng. Vâng, đúng lúc này thì hiệp một đã khép lại. Lợi thế đang thuộc về Tân Tiến Cai Lậy. Họ dẫn trước Sancio với tỷ số là 3-0. Chúng ta sẽ tạm rời sân ít phút và quay trở lại ngay với diễn biến trong hiệp thi đấu thứ hai.
Vâng, xin được kính chào quý vị khán giả của iSchool miền Tây Championship. Chúng ta đang đến với sông đá Viva Stadium để trở lại hiệp thi đấu thứ hai, màn so tài giữa hai câu lạc bộ Sang Seo và câu lạc bộ Tân Tiến Cai Lậy. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy đang tạm dẫn trước với tỷ số là 3-0 và các cầu thủ Sang Seo cần phải vung lên ở hiệp thi đấu thứ hai này khi họ đã có một thất bại ở lượt trận ra quân, và nếu như nhận một thất bại tiếp theo thì rất có thể Sang Seo sẽ nói là chia tay cùng với vòng chung kết của giải bóng đá vô địch U18 miền Tây Championship. Và chúng ta cùng chờ đợi tiếng còi của trọng tài Quang Em để bắt đầu trận thi đấu này. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã được cất lên và hiệp thi đấu thứ hai cũng đã chính thức được bắt đầu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy thì các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy vẫn đang vung lên ở hiệp thi đấu thứ hai, họ không chấp nhận một thế trận phòng ngự và họ đang có những tình huống vây gáp ngay tại phần sân nhà của các cầu thủ áo đen. Ở hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ Sang Seo với bộ trang phục áo đen quần đen, họ sẽ bảo vệ phần sân phía tay trái màn ảnh của vị và các bạn. Trong khi đó thì các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy dứt điểm. Một cú đá của cầu thủ áo số 19 bên phía Sang Seo. Người vừa tung ra cú đá vừa rồi đó chính là Đại Hỷ. Cú bẻ lông của cầu thủ áo số 19 hướng về góc cầu. Tuy nhiên thì tình huống vừa rồi thì quả bóng đang đi chết con dọc trong gang đất mà thôi. Cách biệt là 3 bàn và một lợi thế rất lớn dành cho các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy. Tuy nhiên họ cần phải cẩn trọng khi ở lượt trận ra quân. Họ cũng đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và với tinh thần của mình thì Keiko Vĩnh Long cũng đã có được hai bàn thắng để san bằng cách biệt. Những tình huống kiểm soát bóng của các cầu thủ áo xanh đường chuyền. Các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy là một đội bóng có đầu tư bài bản và chỉnh chu. Họ đang phối hợp với nhau đầy nhịp nhàng tại sông đá Viva. Những tình huống đập nhả để tạo ra khoảng trống của các cầu thủ áo xanh. Bóng đang trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Sang Seo. Quốc Thái nỗ lực để tung ra pha dứt điểm của các cầu thủ áo đen. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ Sang Seo không còn gì để mất. Họ đang chơi tất tay với một đội hình dân cầu. Và vừa rồi thì đã có một pha đi bóng của Trọng Phúc. Tiếp tục là những tình huống kiểm soát bóng của các cầu thủ bên phía Sang Seo. Đại Hỷ đã có tiếng còi của trọng tài, một tình huống phạm lỗi từ phía sau. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì chúng ta sẽ đồng hành với hai bình luận viên, đó chính là bình luận viên Anh Ly đến từ Tiền Giang và bình luận viên Minh Mẫn đến từ Cà Mau. Cùng với đó thì chúng ta cũng có một bình luận viên đang ngồi bên cạnh tôi, đó chính là anh Tâm Hiền đến từ Bến Tre. Một giải thi đấu có quá nhiều các bình luận viên đang đồng hành cùng với vòng chung kết của giải bóng đá vô địch U18 miền Tây. Một giải bóng đá quy tụ 8 đội bóng tham gia. Và ở giải thi đấu lần này thì ban tổ chức cũng đã mang lại một bản sắc của giải thi đấu lần này khi buộc cho tất cả các cầu thủ đăng ký phải có căn cước công dân tại tỉnh thành mà mình đăng ký. Dứt điểm. Một cú đá của Bảo Lưng. Một pha đi bóng và dứt điểm của đội trưởng bên phía Sang Seo. Các cầu thủ áo đen đang tận dụng những khoảng trống để tung ra những cú đá từ xa. Nhiệt độ trên sân cũng đang bắt đầu tăng dần lên và các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy cần phải có những phút giây chia sức dành cho những trụ cột trên sân. Và có thể thấy thì Khắc Huy, cầu thủ áo số 8 cũng đã cho ra nghỉ ở hiệp thi đấu thứ hai này bên phía các cầu thủ áo xanh. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai này thì Tân Tiến Cai Lậy họ đã có thêm những sự điều chỉnh. Họ đã có những sự thay đổi mới trong đội hình của mình để cho các cầu thủ ít được vào sân ở trong trận đấu đầu tiên có cơ hội thử sức cũng như là để giữ sức cho những cầu thủ trụ cột của mình
cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Đây là Kim Hậu. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 13 Quốc Thái cũng đã gỡ mặt trên sân. Những pha kiểm soát bóng đến từ Trọng Phúc. Kim Hậu. Vẫn là một diễn biến khá giống với những gì được diễn ra ở cuối hiệp thi đấu đầu tiên. Một sự chủ động trong lối chơi đến từ các cầu thủ Sasio, đội bóng đến từ Trà Vinh. Quốc Thái. Kim Hậu. Một đường chuyền dài lên phía trên. Vào con, qua đi. Trọng tài xác định đó chỉ là một tình huống tranh chấp 5 năm mà thôi, không hề có lỗi. Hàng phòng ngự của Tân Tiến Cai Lậy trong hiệp đấu thứ hai này có sự góp mặt của Tấn Phát. Ngay lập tức thì sân bóng của chúng ta cũng đã bị thiệt hại mất đi một quả bóng với tình huống xử lý cực kỳ dứt khoát của Tấn Phát. Lúc này thì trái bóng đang nằm ở nóc nhà hàng xóm các bạn. Quốc Thái. Bảo Luân. Khoảng thời gian mà đội bóng Sancio cần có ngay một bàn thắng. Đang có quá nhiều những lợi thế dành cho Tân Tiến Cai Lậy. Chiếc điểm ngay. Và chiếc điểm đến từ đội trưởng Bảo Luân. Sẽ chỉ có một quả đá phạt góc mà thôi. Vâng, xin chào anh Hữu Chỉnh. Vâng, Tấn Phát chính xác, đó là phát bóc. Một cầu thủ quê gốc Gò Công. Phát bóc cùng với Thanh Huy là hai sự tăng cường ở trong vòng chung kết của giải bóng đá U18 miền Tây Championship. Phản công nhanh dành cho Tân Tiến Cai Lậy. Nhã Ngô. Tiếp tục là cao thủ áo xanh. Phát bóc. Trong hiệp đấu này thì đã có thêm sự góp mặt đến từ vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 14 bên phía Tân Tiến Cai Lậy. Có vẻ như đó là Mạnh Cường. Bảo Luân. Quốc Thái. Sancio vẫn đang tìm cách để phá vỡ hệ thống chiến thuật của các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy. Một hệ thống vẫn đang được xây dựng một cách cực kỳ chắc chắn tại phần sân nhà của họ. Kim Hậu. Vẫn là Kim Hậu. Với một thế trận như thế này thì đòi hỏi những chân sút bên phía Sasio ở phía trên cần phải di chuyển liên tục để có thể kéo người cũng như là tạo ra những khoảng trống. Bảo Luân, qua người khoảng trống đây rồi! Và chiếc điểm cuối cùng thì lại quá nhẹ. Bóng đi đúng vị trí đã chọn sẵn của thủ thành Phát Đạt. Đó là những cơ hội mà đội bóng Sasio cần phải chắc chiêu. Đây là vị trí của Đại Hỷ. Bảo Luân. Quốc Thái. Ông đã bị cắt đi bởi Mạnh Cường. Một đường chuyền khá bất cẩn. Rất may là vừa rồi các chân sút bên phía Sasio đã không thể tận dụng thành công. Phát Đạt.
Một đường chuyền dài lên phía trên khá nguy hiểm. Một tình huống đánh đầu ngược đến từ cầu thủ mang chéo số 14. Lê Hảo. Lê Hảo được tung vào sân ở những phút cuối của hiệp 1. Đây là Đại Hỷ. Ở những phút giây vừa qua thì có thể thấy các cầu thủ Tân Tiến Cai Lầy đang tập trung với những tình huống bắt người của mình. Họ không dâng cao và họ buộc cho các cầu thủ bên phía San Siro phải có những tình huống di chuyển liên tục và những tình huống xây cầu đang được thực hiện bởi các cầu thủ áo đen. Tuy nhiên thì sơ đồ phòng ngự của các cầu thủ Tân Tiến Cai Lầy vẫn đang được giữ vững. Họ đang chấp nhận để có một đội hình lùi sâu và sẵn sàng bung sức khi cần. Khoảng cách đang là 3 bàn và các cầu thủ áo xanh vẫn đang tập trung để bảo vệ kết quả của mình. Và bên phía ngoài sân thì chúng ta có thể thấy cầu thủ áo số 16 bên phía Tân Tiến Cai Lầy, Quốc Bảo cũng đã sẵn sàng xung trận và người gây sân là Gia Hy. Tình huống đá phạt dành cho San Siro, cú đá vào. Quá đẹp cho tình huống đá phạt vừa rồi của Trọng Phúc. Một tình huống dứt điểm đầy bất ngờ của cầu thủ áo số 11 đã làm tung mảnh lưới của các cầu thủ bên phía Tân Tiến Cai Lầy. Và chúng ta hãy theo lại tình huống dứt điểm của cầu thủ áo số 11 bên phía San Siro. Đây là những gì mà những cổ động viên của San Siro đang rất cần vào lúc này. Đội bóng áo xanh đen đã có được bàn thắng đầu tiên. Một lần nữa chúng ta sẽ được theo dõi lại cú đá phạt tuyệt đẹp của Trọng Phúc. Rất đẹp mắt, một siêu phẩm thật sự ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đây được xem như là một trong những siêu phẩm đẹp nhất tại giải đấu này. Và vừa rồi thì Tân Tiến Cai Lầy cũng đã có một pha tấn công vỗ mặt. Và đã có 3 cầu thủ áo xanh đã băng lên ở tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì đường chuyền cuối cùng của cầu thủ áo số 9 bên phía Tân Tiến Cai Lầy đã là hơi mạnh. Đường chuyền của Nhã Ngô. Với bàn thắng vừa rồi thì trận thi đấu của chúng ta sẽ sôi động hơn khi San Siro sẽ được thắp lại tia hy vọng. Một nỗ lực nhỏ nhòi của cầu thủ áo số 11 Trọng Phúc để kéo lại tia hy vọng dành cho các cầu thủ áo đen. Thời gian của trận đấu này vẫn còn rất nhiều. Đây chỉ mới là phút thi đấu chính thức thứ 37 của trận đấu mà thôi. Cách biệt đã được thu hẹp. Đây là vị trí của Đại Hỷ. Đường chuyền hay. Đã có một tình huống phòng ngự tốt đến từ Tấn Phát. Các cầu thủ Tân Tiến Cai Lầy đang chờ chủ động với những tình huống phòng ngự của mình. Và họ chấp nhận chơi vào, chấp nhận nhường thế trận dành cho San Siro. Tuy nhiên khi có được bàn thắng thì tinh thần của các cầu thủ áo đen sẽ dâng lên rất cao. Và đó là điều mà các cầu thủ San Siro đang chờ đợi ở hiệp đấu thứ hai này. Một bàn thắng để giải tỏa tâm lý dành cho các cầu thủ trẻ bên phía San Siro Trà Vinh. Và tiếp tục lòng sự thay đổi của đại diện đến từ Trà Vinh khi cầu thủ áo số 10 Quang Nhân cũng đang được tung vào sân. Và người gây sân đó chính là Đại Hỷ. Đây là những điểm chạm bóng đầu tiên của Quang Nhân. San Siro Trà Vinh cần phải tấn công nhanh hơn nữa. Họ vẫn còn thời gian. Những tình huống xây cầu liên tục của các cầu thủ áo đen. Và Bảo Lưng là cầu thủ sẽ đóng vai chia bài trong những tình huống lên bóng của các cầu thủ bên phía San Siro Trà Vinh. Những cổ động viên cũng đang gửi lời động viên dành cho đại diện đến từ Trà Vinh. Tuy nhiên thì Tân Tiến Cai Lầy vẫn đang thực hiện một lối đá vây gáp khó chịu ở phần sân nhà của mình. Họ đang phòng ngự với một sơ đồ dày đặc ở trước khung thành của thủ thành Đạt Mở. Những tình huống phạm lỗi chiến thực cũng sẽ được Tân Tiến Cai Lầy áp dụng. Có thể thấy thì thủ thành bên phía San Siro cũng đã dâng lên rất cao, cú đá. Tình huống dâng cao và dứt điểm của thủ thành Mão số 20 bên phía San Siro. Tình huống dứt điểm của Kim Hầu. Lợi thế vẫn đang thuộc về phía các cầu thủ Tân Tiến Cai Lầy. Tuy nhiên thì
Sancho đang vung lên, cú đá dứt điểm tiếp theo. Tiếp tục là một pha dứt điểm đầy lực của cầu thủ áo số 11 Trọng Phúc. Ở tình huống vừa rồi thì Phát Đạt đã chơi tập trung hơn. Và chúng ta hãy theo lại tình huống đi bóng và dứt điểm của Trọng Phúc ở tình huống trước đó. Một tình huống xử lý nhanh và một cú đá bằng chân trái. Tuy nhiên thì thủ thành Phát Đạt cũng đã có một phản xạ để giải vây. Sẽ là một quả đá phạt góc dành cho đội bóng Sancho. Đang là khoảng thời gian mà các cầu thủ Sancho có được một tâm lý có thể nói là khá hưng phấn, với việc họ đang sở hữu một thủ thành có khả năng chơi bóng bằng chân khá tốt. Thì gần như trong những tình huống lên bóng tấn công, đội bóng Sancho, đội bóng đến từ Trà Vinh, họ có một lối chơi khá giống với Bọc Lai. Phát bóng, một tình huống đọc bài tốt đến từ đội trưởng. Và sau đó thì cũng đã có một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ áo xanh. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho Sancho. Đội bóng đến từ Trà Vinh họ đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt bằng một tình huống bóng cố định. Và bây giờ thì người đứng trước bóng lại là Trọng Phúc. Chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ siêu phẩm đẹp như tranh vẽ của Trọng Phúc vào lưới của Phát Đạt ít phút trước đó. Lần này thì vào dứt điểm chạm hàng rào. Chỉ có phạt góc mà thôi. Quốc Thái sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Treo bóng vào. Và con rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thôi thì đội bóng áo đen đã có thể chốt thời cơ thành công. Đó là vài dứt điểm của Trọng Phúc. Có thể thấy thì các cơ hội liên tiếp của Sancho đã xuất hiện nhiều hơn. Và vừa rồi thì Trọng Phúc cũng đã có được hai tình huống dứt điểm. Tuy nhiên thì ở tình huống ra chân cuối cùng thì Phát Đạt vẫn có một pha giải vây. Nếu như ở pha bóng vừa rồi Trọng Phúc có được bàn thắng thì một thế trận khác sẽ được diễn ra. Và tiếp tục là những bài đá bẫy của các đội Sancho. Thì thủ thành Kim Hậu đang dần lên rất cao. Một thủ thành có khả năng chơi chân tốt. Và họ đang áp dụng lối đá 7 người, lối đá tổng lực. Những tình huống kiên nhẫn của các đội Sancho 3x. Cú đá Kim Hậu làm gì đây? Đó là những quả dứt điểm từ xa của thủ thành áo số 20. Tuy nhiên thì trong sân 7, nếu như các bạn chơi 7 người thì đồng nghĩa với việc khung thành sẽ bị bỏ lại. Và một tình huống sai lầm thôi sẽ phải bị trả giá. Khung thành của sân 7 nó rộng hơn sân 5. Và chúng ta đòi hỏi những tình huống phối hợp cần phải chính xác hơn. Liên tiếp là những cú đá từ xa. Coi ba! Ai ba! Một tình huống dứt điểm của Quốc Thái đã mang về bàn thắng thứ hai dành cho Sancho 3x. Một tình huống xoay người và dứt điểm rất nhanh của cầu thủ áo số 13. Và chúng ta hãy theo lại tình huống này. Khoảng cách đã được thu hẹp còn 1-3-3 thôi. Và chúng ta cùng chờ đợi Tân Tiến Ca Lậy sẽ chấp vá hàng phòng ngự của mình như thế nào đây ở những phút cuối này. Những phút giây đầy hồi hộp dành cho đại diện đến từ Tiền Giang. Và Sancho 3x đại diện đến từ Trà Vinh đang vung lên mạnh mẽ ở những phút cuối này. Đây là Nhã Quốc. Với việc ở trong những phút của hiệp thi đấu thứ hai, Tân Tiến Ca Lậy chơi phòng ngự một cách khá bị động. Nó vô tình tạo nên sức ép về phần sân nhà của họ dành cho đội thủ thành của mình. Cần phải có những sự điều chỉnh hợp lý hơn. Đã có một chiếc thẻ vàng được trọng tài chính rút ra. Người đã nhận chiếc thẻ vàng đó là Mạnh Cường. Và chúng ta sẽ cùng đến với tình huống đá phạt dành cho Sancho. Tưởng chừng như ba bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 sẽ giúp cho Tân Tiến Ca Lậy có nhiều lợi thế trong hiệp 2.
Tuy nhiên họ lại để thua rất nguy hiểm. Một cầu vòng vừa được vẽ ra đến từ đôi chân của Trọng Phúc, suýt chút nữa rồi. Lần này thì Phát Đạt đã có được một bài học kinh nghiệm về tình huống đá phạt trước đó. Phản công nhanh dành cho Tân Tiến cái này. Đã có những sự điều chỉnh khi mà lúc này Tân Tiến cái này họ đã không còn chơi phòng ngự một cách bị động nữa. Đã có bắt đầu những tình huống lên bóng. Những tình huống lên bóng tấn công về phía khung thành của San Siro. Có thể thấy thì những phút giây vừa qua thì San Siro đang tạo ra những sóng gió trước khung thành của Tô Thành Phát Đạt. Và những tình huống tấn công với những tình huống cố định và những cú đá đầy quy lực từ xa đang làm cho hàng phòng ngự của Tân Tiến Ca Lậy chao đảo hơn bất cứ lúc nào khác. Và những sự điều chỉnh đã được đưa ra khi cầu thủ áo số 18 Thành Công cũng đang góp mặt trên sân. Và cái tên tiếp theo là cầu thủ áo số 23 Quan Trọng cũng đã được tung vào sân để đảm bảo cho mặt trận phòng ngự của các cầu thủ Tân Tiến Ca Lậy. Thời gian thì đang điểm qua phút thứ 46 và chúng ta vẫn còn thời gian dành cho những nỗ lực của San Siro 3X. Trọng Phúc làm gì đây? Cú đá không vào. Cú đá vừa rồi nó đã chạm vào cột dọc. Và có thể thấy thì các khán giả của Tân Tiến Ca Lậy đã đứng tim ở tình huống vừa rồi. Trận thi đấu đã hấp dẫn hơn và sôi động hơn ở những phút cuối này. Tân Tiến Ca Lậy cần phải cẩn trọng với những tình huống phòng ngự của mình. Tân Tiến đã rút ra quá nhiều những trụ cột của mình ở trên sân. Và vào lúc này đây họ đang đối mặt với lô trong khoảng thời gian còn lại. Cơ phản xạ tốt của thủ thành Phát Đạt. Có thể thấy thì tinh thần của các cầu thủ San Siro đang dâng cao và họ đang như là những đợt sóng tấn công và đang ập vào con thuyền của Tân Tiến Ca Lậy. Và chúng ta cùng chờ đợi những cuộc hội họp này. Đây là kim hậu, gần như là hơn 1.000 khán giả tại sân vận động Viva Stadium đã đứng dậy cả để theo dõi những diễn biến cuối cùng của trận đấu này. Kim hậu, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem xuất ra. Có thể thấy thì các cầu thủ bên phía San Siro đã tràn hết về phía phần sân của Tân Tiến Ca Lậy. Họ cần phải níu giữ một điểm ở trận thi đấu khai màn thì họ đã thất bại và họ cần phải có điểm số để níu giữ chiếc vé tiến vào vòng bán kết. Và các cầu thủ áo đen đã có được 2 bàn thắng ở hiệp thi đấu thứ hai này. Họ cần một bàn thắng nữa để có thể nghĩ tới một kết quả qua. Tuy nhiên thì Tân Tiến Ca Lậy vẫn đang cho thấy sự cơ động của mình ở mặt trận phòng ngự. Và thủ thành Phát Mở, thủ thành Phát Đạt, chính xác là thủ thành Đạt Mở đang có những pha giải vây dành cho các thủ áo xanh. Đây là tình huống lên bóng của các thủ Tân Tiến Ca Lậy. Thành công, dứt điểm. Nỗ lực tung gà pha dứt điểm của cầu thủ áo số 18 bên phía Tân Tiến Ca Lậy. Và tình huống đá phạt góc dành cho các thủ áo xanh. Những sự thay đổi người liên tiếp của Tân Tiến Ca Lậy. Như vậy lúc này thì Hoàng Phúc sẽ được tung vào sân. Người đã được rút ra đó là Hiếu Học. Và sẽ là một quả đá phạt góc dành cho Tân Tiến Ca Lậy. Thời gian đang ủng hộ cho đội bóng áo xanh. Tuy nhiên thì họ cần phải thận trọng với những tình huống lên bóng tấn công của San Siro. Một đội bóng đã rơi vào thế đường cùng và họ đang làm tất cả những gì có vào lúc này. Và ông bầu Nguyễn Hưng cũng đã treo thưởng dành cho các thủ San Siro 3X. Nếu như hòa trận này thì giặt đồ miễn phí 1 năm luôn các bạn ơi. Chính xác là giặt đồ miễn phí 10 năm nghe các bạn. Nếu như kết quả hòa. Và các thủ San Siro sẽ nỗ lực hơn nữa ở những phút cuối này. Đây là Trọng Phúc. Đường chuyền. Giặc sĩ 3X đang tài trợ cho San Siro. Một cú đá của cầu thủ áo số 14 bên phía các cầu thủ áo đen. Đội trưởng Bảo Lưng là người tung gà quả dứt điểm vừa rồi. Một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ San Siro 3X. Tiếp tục là Bảo Lưng. Tình huống dứt điểm tiếp theo. Tuy nhiên lần này thì quả đá đã thiếu chính xác. Đây là một trong những trận đấu mà nó có những diễn biến kịch tính nhất kể từ đầu giải cho đến thời điểm này. 3-2 đang là kết quả tạm thời.
Và lợi thế một bàn thắng vẫn đang thuộc về Tân Tiến Cai Lậy. Tuy nhiên thế trận trên sân thì đang nghiêng về cho cá thủ Sexio. Đường truyền dành cho Hoàng Phúc. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Kim Hậu. Và ngay lập tức sẽ là một tình huống triển khai bóng nhanh dành cho Sexio. Sẽ có 2 phút bù giờ. 2 phút dành cho những hy vọng. Những hy vọng có điểm cho Sexio. Sergio đang làm tất cả những gì để tìm kiếm bàn thắng thứ ba. Và có thể thấy thì các cầu thủ áo đen đang nỗ lực như thế nào tại sân bóng đá Viva Stadium. Và chúng ta cùng chờ đợi 2 phút bù giờ là khoảng thời gian để cho các cầu thủ áo đen tận dụng Kim Hậu cú đá từ xa. Một tình huống phòng ngự tốt của cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy và quả đá phạt góc dành cho cầu thủ áo đen. Lúc này thì đang có rất đông những khán giả, chúng ta vào xem diễn biến trực tiếp của trận đấu này tại các fanpage của chúng tôi. Các bạn hãy dành những lời cổ động tinh thần cho đội bóng mà mình yêu mến. Cả hai đội bóng của chúng ta đều đang rất cần những lời cổ động đến từ các bạn. Những niềm tự hào đến từ quê hương của Trà Vinh và Tiền Giang đang thi đấu trên sân vì màu cờ sắc áo của mình. Lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy đội bóng áo xanh họ đưa bóng càng xa khung gỗ của mình càng tốt. Anh Nam Sài Gòn cũng đã dự đoán tỷ số của trận thi đấu này là 4-3. Tuy nhiên lúc này thì tỷ số đang là 3-2 và Tân Tiến Cai Lậy vẫn đang có lợi thế mong manh là 1-1. Trọng Phúc và những người đồng đội của mình vẫn đang băng băng tấn công các cầu thủ bên phía Tân Tiến Cai Lậy. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những chỉ đạo chiến thuật của ban huấn luyện bên phía các cầu thủ áo xanh. Thời gian thì đang dần trôi. Và các cầu thủ Tân Tiến Cai Lậy đang chờ đợi tiếng còi của trọng tài và tình huống dứt điểm từ xa. Không vào. Nếu như đó là bàn thắng thì sẽ là dấu chấm hết dành cho Sanxiu. Rất may cho các cầu thủ áo đen. Bóng đá từ từ mà chơi ra khỏi khung gỗ. Chỉ là một trận thi đấu vòng bảng mà thôi. Tuy nhiên thì kịch tính đã đẩy lên cao trào ở những phút cuối này. Kim Hậu. Đây là Trọng Phúc làm gì đây? Dứt điểm. Quốc Thái đưa bóng vào. Một tình huống cắt ngang mặt khung thành của Phát Đạt. Tuy nhiên không có bất kỳ một cầu thủ nào băng vào và như vậy là hết giờ. Tiếng còi khép lại trận đấu nghẹt thở đã vang lên và 3 điểm đã thuộc về Tân Tiến Cai Lậy. Một trận đấu quá kịch tính, quá giàu cảm xúc. Thủ thành Kim Hậu cũng đã đổ gục sau khi tiếng còi của trọng tài cất lên. Có thể thấy những nỗ lực không biết mệt mỏi của Sanxio ở hiệp thi đấu thứ hai. Họ đã có một hiệp thi đấu thứ hai khởi sắc với 2 bàn thắng. Tuy nhiên bấy nhiêu đó là chưa đủ để có được điểm số tại trận thi đấu này. Và xin được chúc mừng cho Tân Tiến Cai Lậy với 3 điểm đầu tiên. Và họ sẽ có được 4 điểm sau 2 lượt trận. Và họ sẽ có quyền tự quyết ở lượt trận thi đấu cuối cùng. Và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả của iSchool miền Tây Championship vào chiều nay với lượt trận thi đấu thứ 2.